Chỉ có những người không làm gì thì mới không có lỗi thôi. Còn những người đã làm là kiểu gì cũng có lỗi. Thế nên là hãy coi cái biến chứng đấy là một cái cơ hội để chúng ta làm thay đổi cái hệ thống. Chứ đừng coi biến chứng là cái gì để kết tội. Ai cũng phải có biến chứng. Chỉ có người không làm mới không có biến chứng. Ngày xưa, trong những cái năm đầu tiên khi tôi mới làm nội trú, thì tất cả các biến chứng tôi đều tham gia, đều dính vào một tí, đều theo dõi bệnh nhân một tí. Thành ra là tôi cảm thấy cái chuyện này rất là rõ rệt. Và chúng tôi tạo dựng một cái văn hóa là gì? Chúng ta bàn luận rất kỹ càng với những cái người đồng nghiệp của chúng ta, những người phụ. À, lúc mà mình kiểm tra đồ có gì đặc biệt không? Lúc mà làm can thiệp, lúc phụ có chi tiết gì không? Và mỗi một cái phân tích, một cái trao đổi đó như thế, cái văn hóa phân tích kỹ lưỡng này sẽ giúp chúng ta khắc phục được biến chứng. Còn nếu bây giờ người ta quy kết, ui giời, ông này gây ra biến chứng, mai ông nghỉ làm, thì rất không ổn. Thì dần dần người ta sẽ không bao giờ bàn về biến chứng nữa, và cuối cùng chúng ta sẽ đánh mất cái vị trí của chuyện đó. Tương tự như vậy, cách đây 2 năm chúng tôi tổ chức hội nghị biến chứng toàn bộ châu Á, thì khi mà nói bạn đồng nghiệp gửi lên con ca rất hay, thì lúc đầu thì hào hứng, nhưng về sau bảo không. Mang kiện. Văn hóa chia sẻ. Nếu chúng ta không bao giờ nhìn vào được cái sự thật là gì ạ? Là chỉ qua cái đó chúng ta mới phát triển và trưởng thành được. Chỉ khi nào chúng ta có thể thản nhiên nói về cái lỗi của mình, phân tích về những cái sai của mình, rút kinh nghiệm, chúng ta mới trưởng thành được. Đấy, cái đấy là cái mà phải nói là để chúng ta thay đổi quan niệm, và chúng ta không dùng cái biến chứng đấy để trách cứ ai, mà à, cái lỗi này bạn đồng nghiệp người ta gặp thì chúng ta cũng có thể gặp, và bây giờ làm thế nào để tránh nó. Chứ còn bây giờ quy kết nọ kia, không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Bình thường các bạn ngủ bao nhiêu tiếng một ngày? Nội trú chúng ta thì đi học toàn ngủ gật. Mà nếu mà nội trú mà không ngủ gật, chứng tỏ ông không chịu làm việc. Bởi vì nếu ông làm việc thì đương nhiên ông phải buồn ngủ chứ sao? Đúng không ạ? Như vậy là nếu ông không ngủ gật thì ông không làm việc. Đấy. Là nếu mà đi giảng như này thì nhìn, ông nào ngủ thì biết đấy là ông năm thứ 3. Ông nào không ngủ đấy là ông năm thứ nhất. À xin lỗi, là ông nào ngủ đấy là năm thứ nhất. Còn ông nào không ngủ là năm thứ 3. Tại vì cái thằng năm thứ 3 toàn sai thằng năm thứ nhất là. À. Các bạn nên nhớ một điều, giống như cái phần mềm của chúng ta này. Hệ điều hành càng hiện đại thì càng nhiều lỗi. Người ta thấy là gì ạ? Là càng kỹ thuật cao càng dễ sai sót. Và sai sót nhiều nhất khi mà thống kê liên quan đến gì ạ? Tim của máy nhân tạo, liên quan đến các kỹ thuật cao của robot. Nó càng cao thì cái khả năng kiểm soát các khâu, khả năng phối hợp các khâu càng phải đòi chặt chẽ. Chúng ta sẽ bị hỏng. Thế thành ra là những cái này là những cái chúng ta cần phải thay đổi. Nhưng chúng ta cần phải chú ý, và nó đòi hỏi cái kỹ thuật gì muốn triển khai nó càng đơn giản càng tốt. Và tại sao Việt Nam chúng ta nó có những thế mạnh đi trước trên tim mạch can thiệp? Bởi vì chúng ta làm đơn giản hóa các quy trình. Ví dụ một cái điển hình nhất là Nong Van này, là kỹ thuật của Việt Nam là nhanh nhất và hiệu quả nhất trên thế giới. Chúng tôi đi giảng mãi nhưng mà chúng tôi biết chuyện đấy. Vì sao? Thì chúng ta cắt bớt các quy trình đi một cách hợp lý để nó đơn giản và nó không sai sót. Còn nếu nó nhiều sai sót quá, không ai làm được. Đấy. Càng đơn giản càng tốt. Ôi giời, cái này mình vừa mới học được cái kỹ thuật bifurcation thì phức tạp hay nhỉ? Cứ lốt tí DST ngày nọ làm xong phát là dính trưởng ngay. Kỹ thuật càng đơn giản càng tốt, càng đơn giản càng ít sai sót, càng đỡ ảnh hưởng đến bệnh nhân càng tốt. Nếu không là nó chứng nọ là sinh tật khác. Khi có ngừng tim thì việc đầu tiên là gì? Phải hô hoán lên. Đấy, cái hô hoán là rất quan trọng. Vì sao lại như vậy? Vì nếu chúng ta là người làm chính, nhiều khi chúng ta đờ luôn ra và không xử trí được. Tôi gắn bó cả tim mạch can thiệp mười mấy năm ý, và làm phụ rất nhiều các cao thủ rồi, và có rất nhiều các bậc thầy của chúng ta. Là đến lúc làm xong, đến lúc xảy ra biến cố, người đứng nguyên luôn, không làm được gì nữa. Và lúc đó một thằng nội trú như kiểu tôi đi hô là lấy cái nọ làm cái kia. Tất nhiên là lúc đầu tôi, bây giờ thì đương nhiên là không có chuyện đấy xảy ra. Nhưng mà khi người ta đã tập trung quá nhiều vào một ca, khi bị quá căng thẳng, người ta sẽ bị mất cái phản xạ những chuyện khác. Và cái ý kiến của một người bên ngoài rất quan trọng, đặc biệt là những người khác có kinh nghiệm chia sẻ hệ thống cấp cứu, có người có team vân vân. Và khi có xảy ra biến cố, mỗi người làm một việc, cái người này lấy ven, người này chọc mạch, người này bơm hút nọ kia thì mới qua được. Và vì vậy việc đầu tiên của cấp cứu là gì? Là hô hoán. Việc đầu tiên là phải gọi người đến, sau rồi chúng ta mới làm. Chứ nếu mà chúng ta cứ lẳng lặng làm một mình, hoặc là chúng ta sai, hoặc là chúng ta bị người ta nghĩ rằng chúng ta gây ra. Thì thực ra là vẫn cần phải ghi nhận, vẫn cần phải biết số phận các ca đấy là như thế nào để chúng ta có thể khắc phục. Và nhiều khi chúng ta cứ làm xong rồi lại bỏ ở đâu đó. Thành ra là chính vì thế nên thực ra trong cái quá trình đào tạo, đứng ở khía cạnh giáo vụ sau đại học, thì chúng tôi rất không thích cái chuyện mà chúng ta thỉnh thoảng đến làm dăm ba cái như một ông thợ đi mất. Thì vì chúng ta không biết được bệnh nhân đấy thế nào, chúng ta không theo dõi được cái số phận người ta làm sao, và chúng ta sẽ không bao giờ biết được mọi việc nó diễn ra như thế nào.
Tôi kể các bạn chuyện rất là ngắn là trước đây tôi chúng tôi bắt đầu triển khai đi theo đường can thiệp theo đường mạch quay từ khoảng năm 2007 gì đấy. Sau khi chúng tôi đi, tôi fellow về khoảng 2 năm, bắt đầu chúng tôi làm ca mạch quay. Lúc đầu thì cứ từ từ tăng dần. Mới đầu thì mãi không chọc được mạch quay. Nói thật với các bạn là chọc đấy sao vất vả thế. Sờ mãi chả thấy, nhìn thấy rõ, sờ bắt được rồi, mãi không vào được mạch. Toàn phải làm vào cuối giờ. Làm cái ca cuối cùng bắt đầu từ từ bắt đầu tăng dần lên ABCDF. Thì có một lần, sau một cái, sau độ một tháng gì đấy, bệnh nhân mới gọi điện cho tôi là bệnh nhân mới có cảm giác bỏng rát ở trong cái cánh tay bên phải. Ở đấy lúc làm mạch quay người ta mới hỏi tôi là liệu cái đấy nó có phải là liên quan đến cái câu chuyện là tôi làm can thiệp có được mạch quay hay không. Bây giờ thì cứ thấy cái cảm giác tê bì ở bên đó. Và lúc đó là lần đầu tiên chúng tôi mới bắt đầu đi tìm hiểu và biết được hóa ra là chúng ta có một cái dị cảm liên quan đến cái chuyện mà đưa dụng cụ trong lòng mạch máu. Nếu chúng ta không gây tê, không giãn mạch tốt thì cái cảm giác thì nó sẽ còn nguyên ở lại. Và nó không phải chỉ có ở mạch quay mà nó còn cả ở mạch đùi. Có điều là vì mạch đùi nếu chúng ta làm những cái dụng cụ nó bé thì nó không, thì cái mạch nó không gây co thắt, nó không có cái cảm giác rõ rệt như mạch quay. Và đấy là hiện tượng dị cảm khi chúng ta đưa một cái dị vật trong lòng mạch máu. Lần đầu tiên mình biết được cái chuyện đó. Và sau đó mình bắt đầu mình nghĩ ra, và sau đó là thì nếu bây giờ ông đấy là một quan chức chẳng hạn, người ta cần phải ký, thì người ta lúc nào người ta cũng cảm thấy buồn bực ở trong tay phải thì người ta ký thì quá được, đúng không? Ví dụ đấy là một cái chuyện như vậy. Thế là mình bắt đầu mình nghĩ rõ là nếu như vậy chúng ta sẽ phải làm can thiệp bên tay trái như nào, rồi nó có cản trở ra sao. Và bây giờ gần đấy nhất là câu trả lời là gì ạ? Là sau một thời gian thì người ta đã tìm ra là có thể chọc được cái đoạn xa của động mạch quay ở bên trái để chúng ta làm cái chuyện đó và để chúng ta tránh cái biến chứng nếu nó không có gì cảm như thế nào. Đấy, thì đấy là những cái thứ mà chỉ có follow bệnh nhân, chỉ có theo dõi bệnh nhân, chỉ có tìm hiểu kỹ. Và chúng ta không chữa một bệnh mà chúng ta phải chữa một cái người bệnh, lúc đấy chúng ta mới nhận ra được và chúng ta mới tìm được các câu trả lời. Biết rõ được giới hạn của bản thân, cái này khó phết đấy. Ngày xưa tôi cũng giảng viên mới ra, mình cái này mà mình mà không chọc được thì thằng nào chọc được. Thì bố bảo cái thằng trẻ hơn nó làm nhiều hơn, mắt nó tinh hơn, với cả nó không bị áp lực gì, nó làm tốt. Thế thì tôi né ra một bên để cho nó làm, chứ có gì đâu. Khi nào chúng ta đứng né ra được để cho cái thằng ít tuổi, ít kinh nghiệm nó làm cho ta thành công thì đấy là lúc này chúng ta trưởng thành. Đấy, chứ còn nếu mà lúc nào cái này phải tôi, thế thì tôi hỏng rồi. Thế cho nên là mình phải biết giới hạn. Tương tự như vậy, mình biết giới hạn là cái này đừng nên làm. Phải biết dừng đúng lúc, giống như là trong CTO. Cái này 3 tiếng là phải dừng, 4 tiếng là phải dừng. Đừng có cố, không giải quyết được cái gì cả. Và cái lúc mà tôi nhớ là gì ạ? Cái lúc mà chúng ta có thể bình tĩnh giải thích cho người nhà bệnh nhân về cái chuyện tại sao chúng ta thất bại, thì lúc đấy chúng ta mới tốt được. Cách đây không lâu lắm đâu, tôi có một bệnh nhân, tôi làm xong cái biến cố. Người ta đến, người ta mới hỏi vì sao lại như vậy? Có phải là vì ông đã quá tự tin không? Và không, cái này tôi nghĩ ABCDF. Tôi vẫn nghĩ được là cái thời điểm này là thời điểm có thể cứu được. Tôi vẫn nghĩ là thời điểm này là tôi có thể cố được. Và chúng tôi đã cố theo hướng đấy. Và kết quả ABC như thế này để làm chuyện đấy. Người ta bảo vâng. Thì cuối cùng là tôi cũng hiểu rằng ông đã làm hết sức, ông đã cố gắng. Còn nếu tôi không hiểu chuyện đó thì đây là cái đơn kiện. Người ta chia sẵn đơn kiện. Thế thì thành ra là mình hiểu chuyện đó, mình biết được cái giới hạn bản thân và mình luôn luôn thể hiện sự cố gắng. Chứ còn nếu không thì chúng ta dính trưởng ngay, và nếu mà kiện thì tôi e là các bạn cũng sẽ sạt nghiệp để theo cái chuyện đấy. Luôn luôn là gì ạ? Cái sai lầm này của bạn cũng có nghĩa là sai lầm này sẽ là của ta. Cái thời điểm bạn, đồng nghiệp của chúng ta xảy ra chuyện đó, chắc chắn chúng ta sẽ xảy ra nếu chúng ta không dự phòng. Nếu chúng ta không làm việc như một teamwork, chắc chắn điện đó sẽ xảy ra. Đấy, đừng nghĩ rằng là ui giời may thế nhỉ? Hôm nay nếu mà phải tay mình chắc là tốt hơn. Xin thưa là một bàn tay không bao giờ giơ được 5 ngón cả ngày đâu. Hôm nay chúng ta làm cái này, ngày mai đồng nghiệp chúng ta sẽ làm các cái khác. Và vì vậy chúng ta cần phải chia sẻ và làm việc teamwork. Thì lúc đấy mới học tập được. Và nếu chúng ta còn có một cái môi trường bàn luận được một cách tự do, trên tinh thần xây dựng về các cái chỗ biến chứng, thì đấy mới là cái môi trường thực sự của chúng ta. Nhìn thẳng vào sự thật. Đừng có quanh co. Giá như thế này thế khác, xin lỗi các bạn, đấy là quanh co. Em làm cái này vì thằng bên cạnh nó thế này thế gọi kia. Nhìn thẳng vào sự thật đi, đây là lỗi của ai, do ai, vì cái gì thì mới khắc phục được chứ. Lúc nào cũng đổ lỗi cho hoàn cảnh thì không bao giờ chúng ta tiến bộ được. Thế thì thực ra là đôi khi chúng ta để cho mọi việc nó đang hồn nhiên như kiểu trẻ, tự nhiên nó đi, hồn nhiên nó học, hồn nhiên nó cách. Nhưng mà dần dần chúng ta phải có một cái thói quen là nó tự tinh chỉnh các cái kỹ thuật chúng ta mới có thể làm tốt được.
thì đây là một vài những hình ảnh. Đây chẳng hạn như đây, đây là cái ví dụ minh họa. Các bạn chụp mạch vành, các bạn đưa cả cái trong lòng mạch vành, cái này có xảy ra đẩy làm nhanh quá, xoay xoay sạch phát lúc sau nhìn đến gai quai trong lòng mạch vành. Hoặc là có gần đấy nhất thì một ca gì ạ, xuyên thủng động mạch thận. Vì sao đẩy gai quai nhanh quá? Nguyên tắc là gì? Gai quai đến đâu mình phải nhìn đến đấy. Câu đấy trong sách dạy mình có lúc bao giờ học đâu, xoẹt 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 phát vào luôn. Bệnh nhân sau khi làm can thiệp về tự nhiên thấy cổ đầy đầy lên thì trong đầu phải nghĩ cái gì ạ? Gai quai mình luồn qua đây nó xuyên qua một nhánh rồi, huyết khối cái gì đâu, à xin lỗi chảy máu thì có gì đâu. Cái đấy là những cái thứ mà chúng ta phải lường được câu chuyện đấy. Chẳng bao giờ làm một cái người làm can thiệp bao giờ phải có bốn cặp mắt: cặp mắt nhìn ống thông, cặp mắt nhìn vào đường áp lực, cặp mắt nhìn đồng nghiệp và cặp mắt nhìn bệnh nhân. Tôi nhớ một lần làm CTO với cả một chuyên gia người Nhật làm với một VIP của chúng ta đang làm rồi stent, mình chưa hiểu gì xảy ra vì hồi đấy mình đã cục nghiệm quá đâu, tự mình còn đang thì đã thấy ông trừng mắt ông nhìn mình và sau đó ông rút cái stent ra ông đặt vào luôn ở đấy, ép dẹt luôn, thế chả biết cái gì đang xảy ra cả. Và cuối cùng ca đấy làm thành công xong, mọi thứ thành công, nhưng hóa ra là có một stent bị ép dẹt trong thành đấy. Mà tất nhiên làm mạch vành này thì bệnh nhân vẫn tỉnh chứ cố bệnh nhân nào ấy đâu, thế mà chả biết, chỉ có mấy ông làm với nhau biết thôi. Kiểu như vậy thì đấy là cái ông đấy là đúng là đại cao thủ trong đấy, tức là người ta bình tĩnh, người ta xử trí. Thì mình cũng hiểu ra những chuyện đó, và bây giờ nếu mình bị thì mình cũng bình tĩnh xử trí tương tự như vậy, tốn thêm một cái stent thôi, đúng không ạ? Tôi nhớ một bài học cực kỳ xương máu, một lần tôi làm phụ, hồi đấy tôi là nội trú, tôi mới phụ, trong lúc tôi mới lau cái dây dẫn, tôi thấy một cảm giác hơi gợn tay một chút, tôi tặc lưỡi, tôi bảo ủi gợn thì có cái quái rồi gì cứ làm tiếp. Và sao ạ? Và cái dây gai quai nó tước trong, nó rơi luôn trong người bệnh nhân, loay hoay mãi mới không được. Thế một cây, một cây khác tôi làm với cả một vị thầy của chúng ta đang ngồi làm mạch vành say sưa, mình mới hút ngược chiều, đáng nhẽ phải đi theo một, phải bơm theo một chiều thôi, mình lại làm theo chiều ngược lại thành cục máu đông. Và cái đó mình tặc lưỡi, ủi cái này nhỏ chứ có cái quái gì đâu. Thế là 5 phút sau bơm cả một cục máu đông vào trong lòng mạch vành, và bệnh nhân đấy rung thất chết trên mặt mình, mà mình không có cách gì làm được. Tại thời đấy không có cái gì để hút huyết khối ra. Đấy, ví dụ những cái nhỏ nhỏ đấy, những cái tặc lưỡi nhỏ như thế, những cái làm sai chỉ dẫn như thế, nó sẽ gây ra một số thứ. Ví dụ việc đầu tiên, chúng ta bắt buộc phải phân biệt với cả như thế nào. Ví dụ đây là một trường hợp cay đắng. Cái này chúng ta cứ nghĩ là tràn dịch màng tim, làm si tiêu rất là lâu, tụt áp, cuối cùng cái này là sốc phản vệ, không có một tí dịch màng tim nào. Mình nhìn thấy cái viền bên ngoài, mình tưởng dịch màng tim chọc, thì cuối cùng là chọc toàn là vào bụng, làm gì có dịch màng tim đâu. Thành ra là cũng không vội vàng kiểm tra lại xương đầy đủ thì mới làm. Ca này cuối cùng chết vì sốc phản vệ. Bệnh nhân của tôi ra là cuối cùng là mình phải chụp, mình đưa vào khoang màng tim, mình kiểm tra chắc chắn, đưa gai quai vào thì mình hút ra được. Tại vì có lần chúng tôi đặt vào thất phải, thủng thất phải. Rồi thậm chí là trong cái hồi mà tôi đi làm nội trú, tôi đi học ở trong miền Nam, phẫu thuật viên đặt dẫn lưu màng ngoài tim, đặt luôn vào thất phải. Đấy, thế không phải đơn giản. Mắt chúng ta nhìn thấy, chúng ta không cho vào thất phải, huống hồ chúng ta chọc. Thế chúng ta cần phải có nhiều bước để kiểm tra. Thành ra là cuối cùng là tại sao mình phải test ở đây là thuốc cản quang, đưa gai quai vào trong đặt. Thành ra là gì ạ? Là khi một ca biến chứng xảy ra, bắt đầu chúng mới lần ngược trở lại, biến chứng này do khâu gì, cái này là do ai, vân vân. Thì sau khi chúng ta lần là do ai thì chúng ta đừng kết tội cái cá nhân đấy, mà chúng ta hãy thay đổi cái quy trình làm cái việc đó. Hoặc là một cái câu chuyện nhỏ nhỏ thôi, nói vui một tí cho các bạn. Ngày xưa khi mà chúng ta làm mạch đùi rất là nhiều thì xin lỗi các bạn là chúng ta bắt buộc cạo lông, cạo sạch. Cạo để cho nó bảo vô trùng với vệ sinh nọ kia. Và thực ra là có lẽ là chúng ta đã một phần nào đó đã gián tiếp gây ra gọi là sự bất hạnh cho một số các gia đình. Đúng không ạ? Xong về sau này thay vì chúng ta cạo, chúng ta che phủ cái đơn giản bằng dính phát là xong. Vậy thì trước đây chúng ta đâu có nghĩ cái câu chuyện đấy đâu. Thế thì là thời gian đấy là sau khi một vị thầy của chúng ta đi học về áp dụng cái kỹ thuật đấy và trở thành cái truyền thống. Thế sau đó là gì? Chúng ta không cần phải cạo. Thế thì người ta mới thấy một cái hiện tượng là như này. Ở Mỹ chẳng hạn, người ta phải công bố cái tỷ lệ các biến chứng. Sau khi công bố tỷ lệ các biến chứng xong, tự nhiên ở New York là cái bắt buộc phải công bố tỷ lệ đấy. Thì tự nhiên là gì ạ? Là một loạt các bệnh nhân người ta không làm một số các cái thủ thuật nữa. Chỉ vì cái tỷ lệ, đặc biệt là trong nhồi máu cơ tim có sốc tim, từ chối hết, bởi vì khi làm ấy chắc chắn chết mà, tỷ lệ tử vong nó cao. Và khi cao quá như thế thì bệnh viện có vấn đề, bác sĩ có vấn đề và người ta không làm nữa. Thế và người ta mới đặt ra một câu hỏi là vậy thì cái việc công bố tỷ lệ này có tốt hay không? Công bố là nên chung cho bệnh viện hay là cho két lép, hay là cho phòng máy, hay là cho bác sĩ để mà chúng ta giúp được cải tiến.
Đấy là những cái câu chuyện mà chúng ta nhìn rộng ra chúng ta sẽ thấy.